축하드립니다. 오케이. 가곡 được phổ trên nền nhạc của ca khúc Lý Kéo Trài. Bài hát này được mang tên Lý M2. Đấy. Lại tạo ứng cái gì? Có tay. Nhanh nhanh rồi. Bài này bí mật, bài này biết. À, bài này bí mật. Bài rất bí mật. Bài này lúc. À, ok ok. Rồi, lớp 06 tới ca khúc được mang tên Nghe Rồi Sẽ Biết. Đúng rồi. Tạo ứng với một tràng pháo tay. Rất có thể họ sẽ ngang giống lớp 05 thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì đây? Giờ nhạc đẹp quá. Rồi. Yeah.